quá hấp dẫn. Hello anh em, hôm nay thì anh em mình sẽ đi bắt nhá đồng để về nướng. Anh thân nhá đỏ kinh điển không? Bắt to này nhé này. Ok. Này. Đây có đúng cục khô này có khả năng nhiều hơn á. Nhả mất cái bụi rồi. Không cho á. Con mát hả? Trời, con đang nhìn nó. Ha. Hả đâu? Được không? Được không? Cảm ơn. Nhả nhanh quá. Đụng mạnh cái chừng. Ui, hình thích. Ui, hình thích to. Ui, cần thích to. Cần thấy chưa? Cán này cần. Ông nhé, nắm mà. Ok. Có đang khó nữa chứ. Khó nữa tích ráng rồi không? Đừng có thò ta mát kinh quá nè. Không thấy gì trơn á. Được không tròn tròn à? Cho cái này bạn ấy chứ. Cho nó vào. Ủa. Ủa nhát rồi.
Bịt lại chứ không phi rồi liền. Nha to. Giọt giọt nó tống rồi biết kìa. Giọt nó phi rồi liền, nấm bỏ vô coi nấm chặt à. Từ từ chưa vậy? Rồi bác đây, bác đây, bác đây, bác đây, bác đây. Dưa. Dưa hoa là thống ra ta. Dưa hoa mà ra gì được. Rất vui hoa rồi. Nghe tao. Bé tao, bé tao. Hôm nay mình bắt nửa tiếng là được ngay giá cũng được nửa lít nhé nè. Hơn. Ngay giá cũng được lít lít nhé. Có một con chuột trọt. Có một con chuột trọt. Rồi, đi. Nhờ mình đang ngốc qua thấy à. Là nhá nè. Quê mình còn có tên là ếch tiểu. Thì sau khi lùm sạch sẽ, chúng ta bốc muối sạch sẽ thì bây giờ chúng ta ướp vô vậy. Con này thì nhìn bề ngoài nó rất là giống con ếch. Nhưng mà không biết từ sao đặt tên nó con nhé nè. Bề ngoài nó rất là giống, ăn rất ngon. Chúng ta ướp ớt tỏa, muối, mì chính, dầu phộng. Đang truyền thuyết thì chắc là con ếch cái con nhé này chắc là nay chú bóc bụng quá. Cái con ếch nó to sót hơn, cho nó đẹp tay con ếch. Con nhé nhỏ sót hơn, đẹp tay cũng là con nhé. Tí dạo nữa đi rồi. Tí này cho nó thấm nhanh rồi. Bây giờ bắt đầu xiên vô. Xiên vô ta bắt đầu nướng. Nhá, còn gọi là ếch tiểu. Em thôi rồi, nhức mắt luôn. Một xiên.
cũng chưa lấy cả. Nhưng mà làm cho xin làm cho xin làm cho xin làm cho xin làm cho xin. Có quay thon sướng không tao? Quá sướng này. Điện thoại chiến trời. Thành đúng bạn. Chụp bắn vô cái thầy liền á. Phất thằng Phật không. Phải chào, phải chào. Xem nhất là mới. Quá hấp dẫn. Quật nó đỏ không bằng. Quật nó thở thon đúng bèn. Ít nha, ít mót một kìa. Ừ. Quật sột á. Nướng chín rồi. Quá hấp dẫn. Bây giờ là xử rồi. Ừ, ngon. Nghe đó. Mạnh tay nữa, có dĩ mà. Ngon.
ngon chiên nhất. Nhanh YouTube không? Quay bây giờ. Nó có một tư thế muối dở. Đúng. Vừa ăn được, chấm thêm chút muối sẽ đậm đồ. Nguyên bia ngon cực này. Rồi tôi lạnh lá bò luôn bia. Còn bia ngon quá bà con ạ. Không thể tưởng tượng được. Nhức mắt luôn ạ.